Ô, anh em ơi, bắt đồng ruồi, bắt đồng ruồi, bắt đồng ruồi. Anh lưng lưng, em hái nó đi. Đức Thái bắt đồng ruồi nào. Anh Cường cũng kinh nghệ lưng lưng. Gáy hết rồi anh em ơi. Ông ruồi, ông ruồi. Nằm hắn ruồi chú chú. Nằm nổi nưng à, ôi ôi. Chạy rồi, chạy rồi. Lên mà các cô đồ heo mỡ. Thực thức ông ruồi đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đây kìa. Ngon quá, ui dồi. Ngon quá, ngon quá. Quả thứ dưới này không có đâu. Ong mật đấy. Ong này, ong mực, ngon lắm. Ngon thật. Ôi dồi. Quả thật. Quả ngon. Ăn đi. Đúng rồi, ăn hết, ăn hết. Bây giờ 10 ai cũng không ăn, bây giờ ông tự ăn hết rồi. Thái Nga. Ấy, ăn lọ, ăn lọ, ăn lọ. Ngon phết, ngon phết. Ăn đi. Ô, khiến chạy phải chạy. Ôi, kinh nạp xanh. Này, uống nước vào đi, uống nước vào đi. Uống nước vào đi. Này, này, anh uống nước vào đi. Nước tròn quá. Một cái nhà. Ăn đi. Nắm bút bèn. Ăn ong ruồi anh em. Ong ruồi với ong mật gì. Ngon nhất. Ong ruồi. Ong mật ruồi. Mẹ mình cũng phải cài lần. Chỗ đây. Hả bây giờ nhỉ. Thôi. Mịt thì sẵn kê cài nhỉ. Nó sắp hết hết vụ rồi. Ờ. Nhưng cái bây giờ tôi sẽ cho trò mệt. Nó phải cuồng này nhá. Nó phải cuồng rồi này, cho nước có căn nặng. Phát phát ở chỗ này một phát là gặp một cái tổ ong ở đây. Tổ ong ruồi ở đây này. Đây này anh em. Muốn để bưng bưng ăn nó. Ong ruồi đây này. Đó. Đó. Đó ở ngay góc cốc kia. Phát, ừ. Phát là rơi luôn. Ông này vàng lắm. Bay ầm ầm này. Ăn xong rồi. Đây bây giờ là đĩa vào đây để cho nó làm tổ này tiếp. Vạn đến khứng. Thì nó lại bầu đầy kín hết rồi mà. Ông rồi.